Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất là nhiều hộ gia đình đang lao đao trong cái quá trình sử dụng sàn gỗ mà không may bị ngập nước. Như mọi người đang thấy trên video em đang quay là quá trình bên em đang khắc phục hậu quả sau một trận lũ lớn cho một hộ gia đình sử dụng sàn gỗ giá rẻ. Và nếu như anh chị thấy video này em chia sẻ hữu ích thì hãy nhớ đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn bên em đang tải lên kênh YouTube hàng ngày nha anh chị nhé. Đây là một loại sàn gỗ giá rẻ mà khi khách hàng đi mua thì đã gặp phải đơn vị tư vấn không uy tín và đã phải sử dụng đúng hàng nhái luôn anh chị này. Chỉ sau một trận ngập nước thì đã bị cong vênh và đã bị mục hoàn toàn. Thiệt hại rất là nặng nề cho kinh tế của gia chủ. Và phương pháp khắc phục đấy là anh chị có thể sử dụng bằng sàn gỗ chống nước của Malaysia hoặc là nhập khẩu tận nước châu Âu như Ba Lan hay Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra cái phương án khắc phục thứ hai đấy là anh chị có thể sử dụng bằng sàn nhựa hèm khóa, có những cái nước sản xuất như là Việt Nam, Hàn Quốc, Đức, Bỉ thì rất là nhiều loại sàn khác. Và chính vì vậy anh chị cần nên tham khảo những cái đơn vị phân phối uy tín có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường để người ta có thể có những cái nhìn tổng quát hơn về sản phẩm để có thể tư vấn cho anh chị một cách chuẩn chỉ và chính xác nhất về sản phẩm nào chất lượng. Tránh trường hợp như gia chủ đang sử dụng sàn gỗ này là sử dụng sàn gỗ giá rẻ của Trung Quốc và chỉ sau một trận lũ thôi, một trận mưa thôi, nước ngập vào nhà thì sản phẩm này đã bị hỏng hoàn toàn, rất là tiếc. Và anh chị cần phải lột bỏ ra và thay thế bằng hoàn toàn mới nha anh chị nhé. Đây là các cách khắc phục là đơn giản nhất mà nhanh nhất. Anh chị hãy nhanh để khắc phục hậu quả này. Nếu không khắc phục nhanh thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người trong gia đình vì ẩm mốc của sàn gỗ này nó rất là độc hại. Và hôm nay bên em đang thay thế sản phẩm này bằng sàn nhựa hèm khóa với thương hiệu Comfort LC409, mang cái thương hiệu và công nghệ của Đức. Sản phẩm này thì có bảo hành của hãng lên đến 15 năm về cong vênh, mối mọt và bảo hành của hãng lên đến 48 giờ về ngập nước. Chính vì vậy anh chị hãy yên tâm trong quá trình sử dụng sàn nhựa hèm khóa cao cấp này do bên Trang Trí Nội Thất 3D phân phối. Và nếu như anh chị có nhu cầu tư vấn về sản phẩm này, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em nhân viên tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và anh chị hãy nhớ đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn khi bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày để chia sẻ những sản phẩm mới tới anh chị và các bạn có thể cập nhật thường xuyên. Đấy, mã màu rất là hiện đại, rất là đẹp, mang thương hiệu Comfort LC409, công nghệ của Đức. Đấy. Và anh chị hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và em xin phép khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.